Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bất ngờ biết được thiên cơ, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, đúng tháng 3 âm lịch 2024, trời Phật độ mệnh, vận may ập đến bất ngờ, tài lộc về như mưa, giàu sang hết phần thiên hạ. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Tân Hợi 1971. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Tân Hợi 1971 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh, về Minh Đường Tử Vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Tân Hợi 1971 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Nếu quý cô bác anh chị mong muốn biết thêm chi tiết về mình thì hãy để lại thông tin cụ thể bên dưới phần bình luận. Đội ngũ biên tập kênh sẽ gửi đến quý cô bác anh chị Tân Hợi 1971 thông tin cụ thể, đầy đủ nhất. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị Tân Hợi 1971 nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Tân Hợi 1971 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Tháng 3 âm lịch năm 2024 hưởng lộc tổ tiên, con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, ăn nên làm ra cực nhiều tiền trong tháng này. Theo thông tin của các chuyên gia tử vi Việt, quý bản mệnh Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, thì tuổi Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 không được thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh, tháng này có nguyệt lệnh tuyệt tác động. Chính vì thế quý bản mệnh sẽ gặp phải những khó khăn và trắc trở trong công việc, chỉ có duy nhất ngành ăn uống thì mới có khả năng mang lại lợi nhuận cho tuổi Tân Hợi. Còn lại các ngành khác đều gặp bế tắc, một trong những nguyên nhân khiến Tân Hợi gặp rắc rối trong công việc đó là do ảnh hưởng của thiên hình. Mà sao này khiến Tân Hợi dễ bị kích động và nóng giận, không biết điều tiết cảm xúc. Nếu Tân Hợi không biết tự kiềm chế bản thân, Tân Hợi sẽ dễ gây mất lòng người khác và mang lại tai họa cho mình. Tân Hợi không nên tự biện minh rằng mình chỉ sống chân thành và thật lòng, vì điều đó sẽ chỉ khiến người ta ghét bỏ Tân Hợi hơn đó. Tuy nhiên, Tân Hợi cũng không phải quá lo lắng về tài chính nhé, vì Tân Hợi vẫn có sự bảo trợ của thiên tài, giúp Tân Hợi có những quyết định đúng đắn trong việc đầu tư và chi tiêu.
mang lại cho Tân Hợi những nguồn thu nhập ổn định và dồi dào. Tân Hợi sẽ có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong tháng này, và để cải thiện tình hình công việc thì Tân Hợi cần phải tự nhìn lại mình và sửa đổi những sai lầm. Tân Hợi có thói quen cao ngạo và kiêu ngạo, khi thành công, điều này rất dễ làm cho người khác ghen ghét và đố kỵ. Tân Hợi cũng hay làm việc theo cảm tính mà không có sự chuẩn bị và lập kế hoạch kỹ lưỡng. Đôi khi Tân Hợi lại quá nhiệt tình và cố gắng hết mình. Đôi khi Tân Hợi lại chán nản và bỏ cuộc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của Tân Hợi. Vì vậy, Tân Hợi nên thay đổi phương pháp làm việc nhé. Và hãy học hỏi từ người có kinh nghiệm và thành công hơn mình. Tân Hợi nên xác định rõ mục tiêu và lộ trình để đạt được nó, mà không nên vội vàng hay chủ quan. Tân Hợi cũng nên biết cách hợp tác và giao tiếp với người khác, tránh xung đột và mâu thuẫn không cần thiết. Như vậy, Tân Hợi có thể vượt qua những khó khăn trong công việc và kinh doanh. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý cô bác anh chị Tân Hợi cùng lắng nghe những dự ngôn, luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới này thì quý bản mệnh Tân Hợi sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì, và làm cách nào tận dụng được cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn, thì xin mời quý cô bác anh chị Tân Hợi cùng lắng nghe những dấu hiệu sau đây nhé. Và đầu tiên là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi cho thấy quý bản mệnh có thể yên tâm về tình hình sức khỏe của mình. Đây là nhờ có chế độ ăn uống hợp lý, ngủ nghỉ đúng giờ và vận động thường xuyên. Quý bản mệnh không chỉ giữ được sức khỏe ổn định mà còn cải thiện được nhiều khía cạnh khác như tinh thần, ngoại hình và sức đề kháng trong tháng 3 âm lịch năm 2024. Quý bản mệnh không gặp phải những căn bệnh nghiêm trọng hay va quệt bất ngờ nào. Nếu có những triệu chứng nhỏ như cảm lạnh, ho hay đau nhức, quý bản mệnh cũng có thể khắc phục nhanh chóng bằng cách uống thuốc kịp thời và nghỉ ngơi đầy đủ. Quý bản mệnh cũng nên theo dõi dự báo thời tiết để tránh những biến động bất thường của khí hậu mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Để duy trì và nâng cao sức khỏe trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này, thì với bản lĩnh có thể áp dụng những phương pháp sau: uống nhiều nước, mà nước giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường chức năng của các cơ quan và làm đẹp da. Bản mệnh nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Bản mệnh cũng nên ăn nhiều rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Điều này sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Quý bản mệnh nên ăn ít nhất 5 khẩu phần rau xanh và trái cây mỗi ngày, và đa dạng về loại và màu sắc. Tập thể dục không chỉ giúp bản mệnh giảm cân, tăng cường sức bền và sức mạnh cơ bắp, quý bản mệnh cũng nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Có thể chọn những hình thức phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, tập yoga hay nhảy dây, hay ngồi thiền. Mà thiền là một phương pháp giúp quý bản mệnh thanh tịnh tâm trí, giải tỏa áp lực và lo lắng, tăng cường sự tập trung và ý thức. Quý bản mệnh cũng có thể thiền vào buổi sáng hoặc buổi tối, chỉ cần dành ra 10 hay 15 phút để ngồi yên lặng, hít thở sâu và quan sát suy nghĩ của mình, hạn chế uống rượu, bia và thuốc lá. Rượu, bia và thuốc lá là những tác nhân gây hại cho sức khỏe của quý bản mệnh. Chúng có thể gây ra các vấn đề về gan, tim, phổi, thận và ung thư. Quý bản mệnh nên hạn chế hoặc ngừng hẳn sử dụng những chất kích thích này để bảo vệ sức khỏe của mình. Bằng cách áp dụng những phương pháp trên, quý bản mệnh sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 với sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ. Chúc quý bản mệnh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên, gia đạo của quý bản mệnh Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Bản mệnh Tân Hợi có tính cách khá độc lập và tự tin, nhưng điều này đôi khi lại gây ra những xung đột trong tình yêu. Với sự xuất hiện của ngũ hành xung khắc, bản mệnh Tân Hợi không hợp với nhiều tuổi khác, nên dễ gặp phải những mâu thuẫn và bất đồng với người yêu. Đặc biệt, Tân Hợi thường không biết cách bày tỏ sự quan tâm và cảm ơn đối với người yêu, khiến cho người ấy cảm thấy bị bỏ qua hoặc thiếu tôn trọng. Đôi khi quý bản mệnh Tân Hợi cũng không hiểu được ngôn ngữ tình yêu của người yêu và không biết họ muốn gì từ mình. Ngôn ngữ tình yêu là cách mà mỗi người thể hiện và nhận lãnh tình yêu của người khác. Có 5 loại ngôn ngữ tình yêu chính là lời nói động viên, thời gian, chất lượng hành động phục vụ, quà tặng và sự chạm. Mỗi người có một loại ngôn ngữ tình yêu chủ đạo. Nếu không biết được loại này của người yêu thì sẽ khó mà làm họ hạnh phúc. Vì vậy, quý bản mệnh Tân Hợi nên cố gắng lắng nghe và quan sát để hiểu được người yêu của mình. Đồng thời bản mệnh hãy biết cách bày tỏ lòng biết ơn và khen ngợi những điều tốt đẹp mà người ấy đã làm cho mình. Dù là nhỏ nhặt, như vậy, Tân Hợi sẽ giảm bớt những xung đột và tăng cường sự gắn kết trong tình yêu.
Đối với những Tân Hợi chưa có bạn đời, thì quý bản mệnh cũng nên suy nghĩ lại về những tiêu chuẩn của mình. Tân Hợi có thể có những yêu cầu cao cho người mình muốn yêu. Nhưng Tân Hợi có chắc là Tân Hợi đã đáp ứng được những yêu cầu đó? Tân Hợi có thể bỏ qua một số điểm không quan trọng để chấp nhận được những điểm tốt của người khác. Tân Hợi có thể hy sinh một phần lợi ích cá nhân để vun đắp cho tình yêu. Nếu Tân Hợi trả lời được những câu hỏi này, thì Tân Hợi sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp được người phù hợp với mình. Nhìn chung, quý bản mệnh Tân Hợi muốn có một tình yêu bền vững và hạnh phúc thì cần phải biết điều chỉnh tính cách của mình, biết lắng nghe và hiểu được ngôn ngữ tình yêu của người yêu, đồng thời hãy trân trọng và biết ơn những gì Tân Hợi đã có trong cuộc sống. Tiếp theo, bước sang tháng 3 âm lịch, tình hình công việc, sự nghiệp của quý cô bác anh chị Tân Hợi sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời quý cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe. Dấu hiệu thứ 3 là về phương diện công danh, sự nghiệp nhé. Theo luận giải mới nhất của tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, thì tuổi Tân Hợi sẽ phải đối diện với nhiều thử thách và áp lực trong công việc. Bởi lẽ quý bản mệnh sẽ gặp phải những đối thủ cạnh tranh khốc liệt, những kẻ ganh ghét và đố kỵ, và cũng như những cuộc tranh cãi không đáng có. Đây là những điều không ai mong muốn, nhưng cũng không thể tránh được trong cuộc sống. Bởi vậy, Tân Hợi không nên để cho những điều này ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lực làm việc của mình. Tân Hợi đã làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng không phải ai cũng công nhận và đánh giá cao quý bản mệnh. Đôi khi Tân Hợi còn bị chê bai và phê phán. Điều này có thể khiến Tân Hợi cảm thấy buồn chán và mất tự tin. Tuy nhiên, Tân Hợi không nên quá quan tâm đến những lời khen hay chê của người khác nhé, mà chỉ nên tập trung vào việc hoàn thành tốt công việc được giao và không ngừng học hỏi, rèn luyện để nâng cao bản thân. Trong tháng này, Tân Hợi cũng cần phải giữ vững tinh thần và bình tĩnh để đối phó với những tình huống khó chịu và phiền toái. Nếu quý bản mệnh để cho cảm xúc chi phối mình, thì sẽ dễ dàng gây ra những hiểu lầm và xung đột với người xung quanh. Do đó, quý bản mệnh Tân Hợi cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động và xử lý từng vấn đề một cách linh hoạt và khôn ngoan nhất nhé. Công việc của quý bản mệnh trong tháng này có thể không ổn định, có khi còn có cảm giác mất phương hướng và không biết phải làm gì. Đây là lúc quý bản mệnh cần phải tự kiểm tra lại bản thân, nhận ra những sai sót và khắc phục kịp thời. Tân Hợi cũng nên tìm kiếm sự hỗ trợ và tư vấn từ người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực của mình. Và dấu hiệu thứ tư và cũng là dấu hiệu cuối cùng sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Tân Hợi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng đặc biệt cho 12 con giáp khi sao Thất Xích mang theo may mắn và thành côn bay về phương Đông Bắc. Đây là phương vị thuộc về quý bản mệnh Tân Hợi, điều cho thấy rằng quý bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong tháng này. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được những cơ hội này thì bạn cần phải là người biết chấp thời cơ linh hoạt và quyết đoán. Đừng do dự hay chần chừ, khi có cơ hội trước mắt thì bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy và làm việc chăm chỉ để không phải hối tiếc về sau. Tân Hợi là người có khả năng kiếm tiền và giữ tiền rất tốt, bạn luôn biết cách quản lý tài chính hiệu quả và tiết kiệm cho những khoản chi tiêu quan trọng. Tuy nhiên, trong tháng này, bạn cũng sẽ gặp phải không ít khoản chi tiêu khác nhau, có thể do những yêu cầu của gia đình, bạn bè hay công việc, đôi khi bạn sẽ phải rút hầu bao để trang trải những khoản chi tiêu này, nhưng bạn không nên lo lắng quá. Nếu những khoản chi tiêu này có thể giúp đỡ thêm nhiều người xung quanh mình, như gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, thì bạn nên coi đó là một cách đầu tư vào mối quan hệ của mình. Bạn sẽ nhận được sự trân trọng và tôn trọng từ người xung quanh, và đó cũng là một loại tài sản không kém phần quý giá. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải cẩn thận với ảnh hưởng của sao Tiểu Hao trong tháng này. Sao này sẽ khiến Tân Hợi tốn khá nhiều chi phí nho nhỏ như là mua sắm vật dụng trong nhà, sửa chữa đồ hay chi tiêu cho những thú vui cá nhân. Nhìn chung, những khoản chi tiêu này sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới kế hoạch chi tiêu trong gia đình Tân Hợi. Nhưng Tân Hợi cũng nên kiểm soát và hạn chế chúng tốt nhất có thể để không bị lãng phí. Tân Hợi cũng nên xem xét lại những vật dụng trong nhà mình, có thể bán hoặc tặng đi những thứ không cần thiết để giải phóng không gian và tạo ra nguồn thu nhập thêm. Nếu Tân Hợi có ý định đầu tư tiền bạc vào bất cứ lĩnh vực nào trong tháng này, thì Tân Hợi cũng cần phải tìm hiểu rõ các mặt lợi và hại của nó. Tân Hợi không nên dựa vào may mắn hay cảm tính, mà phải có sự phân tích và đánh giá kỹ lưỡng. Chỉ có như vậy thì Tân Hợi mới có thể thu được lợi nhuận mong muốn và tránh được những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, thời gian này Tân Hợi cũng dễ bị nhầm lẫn. Nếu liên quan tới vấn đề tài chính, thì Tân Hợi cần phải kiểm tra thật kỹ tài khoản của mình trước khi mua sắm bất cứ món đồ nào nhé. Đặc biệt là những món đồ có giá trị cao, Tân Hợi cũng nên hỏi rõ nguồn gốc và chất lượng của hàng hóa trước khi quyết định mua. Nếu không, Tân Hợi sẽ rất dễ bị lừa đảo hay mua phải hàng kém chất lượng, và khi đó Tân Hợi sẽ phải tiếc nuối vô cùng.
quý cô bác anh chị đang theo dõi video tháng 3 âm lịch năm 2024 hưởng lộc tổ tiên. Con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 ăn nên làm ra cực nhiều tiền trong tháng này, theo thông tin của các chuyên gia tử vi Việt. Thưa quý cô bác anh chị Tân Hợi sinh năm 1971, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại sinh vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Tân Hợi sinh năm 1971. Xin mời Tân Hợi sinh năm 1971 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 theo tháng sinh để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người sinh vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức năng thắng số. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng. Rơi vào tiết Tân Xuân, tuổi Tân Hợi sinh vào thời điểm này trong năm thông minh, mà hiền đức, là người có địa vị, được tôn trọng nể vì danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Tân Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người. Nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Chập, người này đa phần dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, quý mệnh chủ hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Tân Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng tao nhã, không hề thô tục, đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết Thanh Minh, tuổi Tân Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên, mệnh chủ hoàn toàn có thiên hướng về nghệ thuật, nên phát triển theo hướng này, người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí, cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, mệnh chủ hoàn toàn có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, những chú heo sinh vào tháng này, thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, có điều, may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, sinh vào tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng, chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền, không loạn, khi khó khăn sẽ được nhân giúp đỡ, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào, cha mẹ là người thẳng thắn, chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé người này vốn được cha mẹ bao bọc rất nhiều. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với viết Mang trùng, người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công, nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ, nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời mệnh chủ hoàn toàn có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn, không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến tốt, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trùng với tiết Tiểu Thử, tuổi Tân Hợi sinh vào thời điểm này trong năm, học sâu, hiểu rộng, là nhân tài hiếm có, nhưng mà mệnh chủ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, hỏa phúc vô thường, vận mệnh thăng trầm khó định.
Tuổi Tân Hợi sinh tháng 6 âm lịch, bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, mệnh chủ hoàn toàn có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Về sự nghiệp thì người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công, nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, tới 5 tháng tuổi già mới được an nhàn. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, tuổi Tân Hợi sinh tháng 7 âm lịch cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn, áo mặc, nhưng mà người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác mà cũng chẳng mấy nhiệt tình, cố gắng với việc của chính mình, họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền, có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song cũng cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm và từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết bạch lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng 9 âm lịch tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, sự nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa, phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thong dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, chính vì thế, chỉ cần gặp khó khăn, đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, tuổi Tân Hợi sinh tháng này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có quý nhân kề bên, hậu vận cực thịnh, nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì họ mới có thể nhận được sự hỗ trợ, chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, nhưng mà vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn. Cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, mệnh chủ hoàn toàn có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 11 âm lịch, cuộc đời hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút u sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan, đoan chính, dung mạo anh tú. Tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ, đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp. Còn gọi là tháng Cũ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, tuổi Tân Hợi sinh tháng này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay, khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 12 âm lịch cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong, lận đận nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua. Nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người, quý mệnh chủ hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Kính thưa quý cô bác anh chị, sau đây là những câu nói từ Phật rất tâm đắc, phần nào đó giúp chúng ta tiêu trừ được nghiệp. Chỉ tụng thần chú này nó có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cứu độ người thân và người nhà đã khuất, khiến người thân và người thân trong gia đình đang gặp bất hạnh thoát khỏi đau khổ và hạnh phúc, đồng thời có thể nhanh chóng tích lũy phước lành và khai mở trí tuệ. Ngoài vai trò là kinh về nhân quả, kinh Địa Tạng còn là kinh về lòng hiếu thảo. Vì vậy, nếu bạn muốn cầu nguyện cho cha mẹ và che chở họ khỏi bệnh tật, tai họa thì tụng kinh Địa Tạng là lựa chọn tốt nhất, vì công đức của thần chú Địa Tạng Bồ Tát là vô lượng.
và chỉ cần thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ thì có thể tiêu trừ mọi đau khổ của cha mẹ, niệm xong nhớ hồi hướng cho cha mẹ. Nếu mà bạn gặp bất cứ sự cố nào gây ra bởi các linh hồn, thì hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát là niệm danh hiệu Ngài nhiều lần. Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được cầu nguyện bởi những người nghèo, bệnh tật, chán nản và những người hay gặp rắc rối với những cơn ác mộng hay các hồn ma vất vưởng. Phật tử nếu siêng năng trì tụng kinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ nhận được công đức vô lượng cho bản thân, hồi hướng cho các linh hồn dưới địa ngục. Vong linh vất vưởng nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, bà mẹ nào khi biết mình mang thai thường đọc chú tụng kinh Địa Tạng sẽ hóa giải ân oán kiếp trước, hồi hướng công đức cho đứa trẻ sắp ra đời. Trì chú tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai, giúp sám hối tội lỗi và cố gắng hồi hướng, hóa giải oán thù của linh hồn nhỏ bé bị tước đoạt không thể ra đời. Hai là về thần chú Quan Thế Âm Bồ Tát, Om Mani Padme Hum hay Hán Việt đọc là Án Mani Padme Hồng, là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp, được dịch ra là viên ngọc quý trong hoa sen. Thần chú Om Mani Padme Hum là một trong những thần chú nổi tiếng nhất trong đạo Phật. Đây cũng chính là câu thần chú phổ biến dành cho bất kỳ ai mà họ cảm thấy muốn thực hành việc tụng niệm. Vì không đòi hỏi một nghi thức hướng dẫn trước bởi một đạo sư nào, trì tụng thần chú này đem lại hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để chúng ta chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Vì vậy nếu chúng ta trì tụng thường xuyên, nó có thể giúp chúng ta tiêu trừ mọi điều kiện bất lợi và tiêu trừ hàng ngàn nghiệp chướng. Trì tụng thường xuyên câu thần chú này thì sẽ giúp xua đuổi các thế lực ma quỷ, giúp bệnh tật được đẩy lùi, mở cửa đón hạnh phúc, an lạc về trong thân tâm. Đạo Phật cho rằng nếu ma trì tụng chú Om Mani Padme Hum thì khi ta chết đi, linh hồn sẽ không bị đầy vào ba đọa xứ ma, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tiến gần hơn tới Phật quả. Và nếu thành tâm cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm thì bạn cũng có thể nhận được sự đáp ứng và gia trị của Bồ Tát. Điều này rất đặc biệt, càng trì tụng câu thần chú này nhiều lần thì càng tốt, trì tụng ít nhất 108 lần một ngày, niệm chú Om Mani Padme Hum, thì sẽ được thừa hưởng toàn bộ những diệu kỳ mà nguồn năng lượng từ bi của Đức Phật ban cho tất cả chúng sinh, giúp thức tỉnh lòng từ bi trong mỗi cá nhân và kết nối mọi người với nhau. Ba là về thần chú Ta Ra Sanh Lục Độ Phật Mẫu. Om Tare Tete Tu Soha, thành tâm đọc chú Ta Ra Sanh Lục Độ Phật Mẫu, đây là một trong những câu thần chú giúp tiêu nghiệp, có thể cứu rỗi bạn thoát ra khỏi 8 loại đau khổ, đồng thời cũng có thể chuyển hóa tham lam, sân hận, vô minh, kiêu ngạo và nghi ngờ thành trí tuệ tối thượng và hoàn hảo. Trì tụng thần chú này có thể hướng dẫn tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi luân hồi và đau khổ, giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi và tiêu trừ mọi bệnh tật. Ta Ra Sanh Lục Độ Phật Mẫu còn có công đức bảo vệ phụ nữ và trẻ em, vì vậy mà những người phụ nữ muốn xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thay đổi diện mạo và cũng có thể trì tụng thần chú này. Quan trọng hơn, trì chú này có thể giúp bạn có con, bất kể bạn là nam hay nữ, bạn đều có thể trì chú này nếu muốn có con. Bằng cách gửi thân mình tại Ta Ra và thực hành Ta Ra, chúng ta sẽ nhận được sự ban phước của Ta Ra trong trái tim của chính mình. Cách nương tựa vào Đức Ta Ra Sanh, thực hành Ta Ra như niệm thần chú Ta Ra Sanh, chúng ta có thể đạt được trạng thái giác ngộ đầy đủ. Thần chú Ta Ra Sanh Om Tare Tete Tu Soha sẽ mang tới những lợi ích tinh thần nhanh hơn bất kỳ thực hành tăng chích nào khác, và đó cũng là lý do vì sao nhiều người trì niệm thần chú này. Trì chú Ta Ra nhiều lần trong ngày bằng cái tâm có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống mà bạn đang gặp phải, giải phóng bạn khỏi các chết không đúng lúc, giúp bạn tránh khỏi bệnh tật, giúp bạn tìm được việc làm, mang tới sự thành công và thịnh vượng. Theo các vị La Mạc, nếu không có sự giúp đỡ của Đức Mẹ Ta Ra thì không ai đạt được giác ngộ. Khi bạn niệm thần chú Ta Ra Sanh bằng tất cả sự chân thành, tâm lương thiện thì thần chú sẽ biến đổi thành lời cầu nguyện đầy quyền năng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tháng 3 âm lịch năm Hưởng Lộc Tổ Tiên, con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, ăn nên làm ra cực nhiều tiền trong tháng này. Theo thông tin của các chuyên gia tử vi Việt từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo,
giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Tân Hợi sinh năm 1971 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.